Viện nghiên cứu Mỹ chỉ ra lý do Nga có thể đề xuất ngừng bắn với Ukraine. Tỷ phú Elon Musk tuyên bố chỉ có Starlink mới chống lại được tác chiến điện tử Nga. Mỹ và Đức đồng loạt công bố gói viện trợ vũ khí mới cho Ukraine. Nga cho khách quốc tế chiêm ngưỡng dàn tàu chiến uy lực của hạm đội phương Bắc. Xin kính chào quý vị và khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Nghệ An TV. Những thông tin mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật sẽ được gửi tới quý vị khán giả ngay sau đây. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ mới đây dự đoán rằng Nga có thể sẽ lợi dụng bất kỳ lệnh ngừng bắn nào để chuẩn bị cho các cuộc tấn công mới trong tương lai. ISVK đánh giá, lệnh ngừng bắn sẽ tạo cơ hội cho Nga xây dựng lại lực lượng đã suy yếu và chuyển hướng nguồn nhân lực sang mở rộng và cải tổ quy mô lớn thay vì tiến hành các hoạt động quân sự ở Ukraine. Nó cũng sẽ cho phép Nga tiếp tục huy động cơ sở công nghiệp quốc phòng của mình mà không bị hạn chế liên quan đến nhu cầu hoạt động khẩn cấp ở Ukraine. ISVK cho biết thêm, Nga có thể sử dụng lệnh ngừng bắn để chuẩn bị lực lượng phù hợp hơn cho việc tiến hành loạt hoạt động tấn công tiếp theo nhằm thay đổi chế độ phi quân sự hóa Ukraine. Theo ISVK, lệnh ngừng bắn có thể sẽ mang lại cho Kiev cơ hội để phát triển lực lượng quân sự và ngành công nghiệp quốc phòng. Tuy nhiên, Nga cho rằng kịch bản này sẽ làm cho phương Tây cảm thấy việc viện trợ cho Ukraine trở nên ít khẩn cấp và quan trọng hơn, từ đó cho phép Nga vượt lên trong việc chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của cuộc xung đột. Nhận định này được đưa ra sau khi Reuters dẫn lời từ 4 nguồn tin Nga cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng tạm dừng cuộc chiến ở Ukraine bằng một lệnh ngừng bắn. Một nguồn tin cấp cao từng làm việc với Tổng thống Putin và nắm được các cuộc thảo luận cấp cao trong Điện Kremlin cho biết Nga có thể tiếp tục chiến đấu bao lâu cũng được, nhưng ông cũng sẵn sàng ngừng bắn để đóng băng xung đột. Hai nguồn tin khác tiết lộ, Tổng thống Putin tin rằng những gì Moscow đạt được trong cuộc chiến cho đến nay đã đủ để tuyên bố chiến thắng với người dân Nga. Tuy nhiên, giới chức Ukraine tỏ ra nghi ngờ về việc Nga muốn đóng băng xung đột. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba kêu gọi các đồng minh cẩn thận trong bất kỳ đề xuất ngừng bắn nào từ phía Nga. Ngày 25 tháng 4, chia sẻ trên Twitter, tỷ phú Elon Musk cho biết Starlink là hệ thống liên lạc duy nhất có thể hoạt động tại Ukraine khi các phương tiện khác đều bị Nga gây nhiễu. Tỷ phú Mỹ nhấn mạnh, SpaceX đang dành nguồn lực đáng kể để đối phó các biện pháp gây nhiễu của Nga. Đây là vấn đề rất hóc búa. Họ đã vô hiệu hóa thành công mọi hệ thống liên lạc khác ở Ukraine, ngoài trừ Starlink. Ông Musk đã đưa ra bình luận dưới bài viết về khả năng kết nối của mạng Internet vệ tinh Starlink do SpaceX phát triển, nhấn mạnh rằng đây là hệ thống liên lạc duy nhất còn hoạt động ở tiền tuyến Ukraine. Bài viết đề cập rằng hàng loạt thiết bị liên lạc quân sự do Mỹ sản xuất, bao gồm cả mạng vệ tinh quân sự Viasat, đã bị vô hiệu hóa trong những giờ đầu chiến sự và không thể khôi phục lại. Giới chức Ukraine cho biết Nga đang nỗ lực vô hiệu hóa Starlink bằng cách triển khai các hệ thống tác chiến điện tử mạnh mẽ và phức tạp hơn trước. Điều này đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với quân đội Ukraine, bởi họ phụ thuộc vào Starlink để duy trì kết nối giữa các đơn vị trên chiến tuyến và thực hiện các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV. Ngày 10 tháng 5, toàn bộ thiết bị Starlink tại khu vực Kharkov đã bị vô hiệu hóa ngay trước khi lực lượng Nga mở cuộc tấn công bất ngờ. Đây là lần đầu tiên xảy ra tình trạng này kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Chỉ huy đơn vị Ukraine thuộc Lữ đoàn Phòng vệ lãnh thổ số 125 Ukraine, Atit cho biết, có lúc chúng tôi bị mù hoàn toàn. Đây là vấn đề lớn nhất. Chúng tôi không biết họ di chuyển như thế nào, chỉ có thể trao đổi tình hình qua bộ đàm hoặc điện thoại. Nhưng thứ vẫn còn hoạt động. Nguồn cung cấp dữ liệu từ UAV đơn giản là biến mất. Sự kiện này cho thấy Ukraine dễ tổn thương và phụ thuộc vào mạng Internet do SpaceX cung cấp. Nó cũng đặt ra câu hỏi về mức độ tin cậy của Starlink trong xung đột với các quốc gia có tiềm lực công nghệ mạnh, đặc biệt khi Mỹ và đồng minh đang hợp tác chặt chẽ với SpaceX. Bộ trưởng Bộ chuyển đổi số Ukraine Mykhailo Fedorov nhận định, Nga đang ứng dụng nhiều công nghệ mới và tiên tiến nhằm vào Starlink, do hệ thống này đã trụ vững trước hoạt động gây nhiễu trên chiến trường suốt hơn 2 năm qua. Ông cho biết, Ukraine thường xuyên trao đổi với SpaceX để giải quyết vấn đề gây nhiễu của Nga và cam kết dịch vụ Internet sẽ sớm cải thiện. Trong khi đó, nhiều binh sĩ Ukraine ở tiền tuyến vẫn phàn nàn rằng các lần mất kết nối Starlink luôn trùng khớp với các đợt tấn công của Nga, cho biết điều này càng gây bất lợi trong những thời điểm quan trọng nhất đối với lực lượng đã bị kéo giãn của Kiev. Phó chỉ huy đơn vị UAV tấn công thuộc Lữ đoàn xung kích số 92 Ukraine, Azak, đơn vị tham gia phòng thủ Kharkov thừa nhận, chúng tôi đang thua trong cuộc đối đầu tác chiến điện tử. Lầu Năm Góc mới đây đã công bố gói viện trợ vũ khí mới trị giá 275 triệu đô la Mỹ cho Ukraine.
Đây là gói hỗ trợ an ninh thứ 5 kể từ khi chương trình tài trợ quân sự nước ngoài FMF dành cho Ukraine và các đồng minh được Quốc hội thông qua và Tổng thống Joe Biden ký duyệt. Theo thông tin từ Lầu Năm Góc, gói viện trợ này của Mỹ bao gồm các loại đạn dược cho HIMARS, đạn pháo 155mm và 105mm, đạn cối 60mm, tên lửa TOW, hệ thống chống giáp Javelin và AT-4, đạn chính xác cao trên không, vũ khí nhỏ và các loại đạn, lựu đạn bổ sung, mũ bảo hiểm, áo giáp và các thiết bị bảo vệ hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân, cùng với phụ tùng, thiết bị bảo trì và các thiết bị hỗ trợ khác. Tối ngày 24 tháng 5, trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bày tỏ lòng biết ơn tới Tổng thống Mỹ Joe Biden, Quốc hội Mỹ, cả hai đảng và nhân dân Mỹ về gói viện trợ mới này. Ông nhấn mạnh, gói này hiện rất quan trọng vì đối thủ đang tăng cường các cuộc tấn công dọc tiền tuyến. Hôm nay tại Kharkov, tôi đã tận mắt chứng kiến tầm quan trọng của việc tăng cường sức mạnh cho các chiến binh của chúng ta để bảo vệ người dân, thành phố và cộng đồng của chúng ta. Tự do là giá trị mà cả hai quốc gia chúng ta đều trân trọng. Để bảo vệ nó, chúng tôi cần tiếp tục có sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Mỹ và các đồng minh khác. Trước đó, Washington đã thông báo chuyển 6 tỷ đô la Mỹ theo sáng kiến hỗ trợ an ninh của Ukraine. Khoản tiền này sẽ được sử dụng để thanh toán cho các hợp đồng dài hạn với ngành quốc phòng Mỹ. Từ khi cuộc chiến tại Ukraine nổ ra vào tháng 2 năm 2022, Mỹ đã đóng góp khoảng 51 tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự cho Kiev. Mỹ kỳ vọng rằng viện trợ quân sự mới này sẽ giúp lực lượng vũ trang Ukraine giành lại thế chủ động trên chiến trường, mặc dù một cuộc tấn công quy mô lớn của Ukraine trong tương lai gần là khó có thể xảy ra. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin phát biểu tại Thượng viện rằng còn quá sớm để xác định liệu nguồn tài trợ bổ sung này có tác dụng trên chiến trường hay không, vì việc này sẽ mất thời gian. Cùng ngày 24 tháng 5, chính phủ Đức tuyên bố đã chuyển giao một hệ thống phòng không Iris-T khác cho Ukraine. Đây là hệ thống đã được chứng minh là có hiệu quả cao trong quá trình triển khai thực tế ở Ukraine. Bộ Quốc phòng Đức dẫn lời Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Boris Pistorius trên mạng xã hội X cho biết, chúng tôi một lần nữa đã chuyển giao cho Ukraine hệ thống hỏa lực kết hợp Iris-T SLM và Iris-T SLS, một hệ thống phòng không tầm trung và tầm ngắn cực kỳ hiện đại và đã được chứng minh do ngành công nghiệp Đức trực tiếp chế tạo. Hôm 23 tháng 5, Đức đã chuyển một đợt hỗ trợ quân sự mới cho Ukraine, bao gồm đạn pháo, xe tăng Leopard 1AP, súng máy, máy bay không người lái, súng trường và đạn dược. Nga và Mali mới đây đã khởi công dự án điện mặt trời lớn nhất tại Tây Phi nhằm giải quyết tình trạng thiếu điện ở quốc gia này. Nhà máy có công suất 200 MW được xây dựng trên diện tích 314 ha tại Sanankoroba, Tây Nam Mali gần thủ đô Bamako, với vốn đầu tư 217 triệu đô la Mỹ. Công trình dự kiến hoàn thành trong một năm. Nazarov cho biết, nhà máy được thiết kế để hoạt động ổn định trong 20 năm và sẽ bàn giao hoàn toàn cho Bộ Năng lượng Mali sau 10 năm. Ngày 24 tháng 5, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Mali Bintou Camara tuyên bố, nhà máy điện mặt trời lớn nhất ở Mali, thậm chí ở tiểu vùng, sẽ làm giảm đáng kể tình trạng thiếu điện. Giám đốc Novawind, công ty Nga chịu trách nhiệm xây dựng dự án, Grigory Nazarov cho biết, nhà máy sẽ tăng sản lượng điện của Mali thêm 10%. Novawind là công ty con của cơ quan hạt nhân Nga Rosatom. Hồi tháng 3 năm nay, khi Mali ký hợp đồng với Novawind, Bộ trưởng Tài chính Mali Alusseni Sanu nhấn mạnh, 70% điện của Mali là nhiệt điện và rất tốn kém. Công ty năng lượng quốc gia Mali với khoản nợ hơn 330 triệu đô la Mỹ không còn khả năng cung cấp điện cho thủ đô và các thành phố khác trên khắp đất nước. Ngoài dự án này, Mali cũng hợp tác với hai công ty từ Trung Quốc và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất để xây dựng hai nhà máy điện mặt trời khác gần Bamako, dự kiến khởi công vào ngày 28 tháng 5 và mùng 1 tháng 6. Moscow đã từng bước gia tăng ảnh hưởng tại Mali thông qua việc triển khai nhóm binh sĩ Wagner từ những năm 2010. Trong cuộc điện đàm hồi tháng 3 năm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mali Assimi Goïta đã thảo luận về hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng và khai khoáng. Ngày 23 tháng 5, theo thông tin từ TASS, Nga đã tiếp đón các tùy viên quân sự từ một số quốc gia đến thăm tàu khu trục tên lửa tiên tiến và tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân tại căn cứ hải quân chính của hạm đội phương Bắc ở Severomorsk. Trong chuyến thăm này, các tùy viên quân sự từ các quốc gia thân thiện với Nga đã có cơ hội quan sát các tàu chiến và tàu hỗ trợ tại căn cứ ở Severomorsk. Họ cũng được chiêm ngưỡng các loại vũ khí và trang thiết bị hiện đại của hạm đội phương Bắc. Ngoài ra, đoàn khách mời còn tham gia buổi lễ đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm Thế chiến 2
để tưởng nhớ những người lính đã hy sinh trong công cuộc bảo vệ vùng cực Bắc của Nga. Tư lệnh hạm đội phương Bắc, Phó Đô đốc Konstantin Kabankov cho biết Bộ Quốc phòng Nga và Bộ Tư lệnh Hải quân Nga rất mong muốn được hợp tác quân sự quốc tế với nhiều quốc gia thân thiện. Ông khẳng định, những hoạt động tương tự sẽ giúp tăng cường hợp tác và đối tác chiến lược giữa các quốc gia, góp phần tăng cường ổn định và an ninh toàn cầu. Tại căn cứ hải quân chính của hạm đội phương Bắc, các tùy viên quân sự đã có cơ hội tham quan tàu khu trục đô đốc Kasatonov được trang bị nhiều loại tên lửa chính xác. Trong suốt chuyến thăm, họ còn được chiêm ngưỡng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân Orion cùng nhiều tàu hải quân và tàu hỗ trợ khác. Theo thông cáo của hạm đội phương Bắc, các tùy viên quân sự nước ngoài đã bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Zasenmer, Krasnoya. Tàu mang vũ khí chính xác này được đưa vào biên chế của Hải quân Nga cuối năm ngoái. Trang web của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hạm đội phương Bắc là một trong những hạm đội mạnh nhất của Hải quân Nga. Hạm đội này bao gồm nhiều lực lượng khác nhau, trong đó có lực lượng tàu ngầm, tàu mặt nước, bộ binh, phòng không và không quân. Hạm đội phương Bắc được trang bị các tàu chiến đặc biệt phù hợp cho hoạt động của vùng Đại Dương. Hạm đội phương Bắc sở hữu thành phần quan trọng trong hệ thống phòng thủ của Nga, lực lượng hạt nhân chiến lược hải quân,